Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 4, chị TNTN 44 tuổi công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị PTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, Ông Tê đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay, ông sẽ sát hại tôi. Không những thế, ông Tê đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội chị Nờ nói. Mặt ông Tê hâm dọa chị Nờ vẫn chủ động chấm dứt qua lại, nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông Tê lại hăm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị Nờ. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023, ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe. Toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T cố tình giăng bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông T, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT, vợ ông NTT cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị TNTN có quan hệ bất chính, ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị t nói ông bùi phú huy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, Ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân. Nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà TNTN đến để chấn chỉnh yêu cầu bà TNTN không được tiếp xúc với chồng của bà PTT. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 6. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2024-2025 là thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với tính cạnh tranh cao. Năm nay, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Bên cạnh những lo lắng của các bậc phụ huynh về tính cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sắp tới đây, thì cũng có nhiều phụ huynh băn khoăn nếu con em họ không có nguyện vọng hay không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tư thục thì sẽ đăng ký dự tuyển vào đâu? Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2024-2025, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10, cụ thể các trung tâm thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập rèn luyện của học sinh được ghi trong học bạ, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào học lớp 10, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không phân biệt khu vực tuyển sinh, như vậy dù cư trú ở địa bàn nào, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 ở các trung tâm mà mình mong muốn, bảo đảm thuận tiện nhất thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên từ ngày 19 tháng 4 học sinh lưu ý mất thời gian này để chủ động chuẩn bị hồ sơ cũng như tìm hiểu về các trung tâm để quyết định nguyện vọng đăng ký cho phù hợp trên địa bàn thành phố hà nội hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên về cơ bản bảo đảm ở mỗi quận huyện thị xã đều có một trung tâm nói về vụ án liên quan tới tập đoàn phúc sơn của nguyễn văn hậu tức hậu pháo Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết, không chỉ riêng hậu pháo, đã có trường hợp ghi âm, ghi hình, lưu trữ tài khoản chuyển tiền cho quan chức, sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức. Những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều lần hành vi trái pháp luật. Đại biểu đoàn Đồng Tháp đánh giá, tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy. Việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây, nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu, trúng giá để cho doanh nghiệp làm ăn được. Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc để làm việc này, hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng Bộ Công an hiện chưa thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào, gây sức ép làm sao nên khó để đánh giá cụ thể. Ông Hòa nhận xét, theo tôi, đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua nhưng có thể khác nhau về kiểu, về hình thức nhận hối lộ. Ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật, nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ chúng các dự án. Từ đó, đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở, ban quản lý dự án. Những đối tượng làm ăn phi pháp, gian may như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi. Do vậy, vụ án này cũng tương tự nhiều vụ việc trước đó. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, luật pháp Việt Nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền, ví dụ như trường hợp một giám đốc CDC vừa qua, thì có thể xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ. Đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói, trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan. Việc nhận tiền tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ vì đã nhận tiền để làm sai, các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới, các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đều làm ăn ở rất nhiều địa phương hay vụ Kit Test cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành. Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định Bước đầu, hậu pháo bị phanh phùi bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Nếu không bị phát hiện, đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại trung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân do có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 khách hàng với số tiền 338 tỷ đồng. Khi vụ việc xảy ra, không ít người bày tỏ lo lắng và đặt ra câu hỏi quyền lợi của người gửi tiền vào MSB được đảm bảo ra sao sau vụ việc này. Trước vụ việc này, luật sư Nguyễn Thành Công, công ty Đông Phương Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần phải xác định quy trình của MSB về việc gửi tiền của khách hàng, gồm nhận tiền của khách hàng, đưa số tiền này vào tài khoản và chuyển thành khoản tiền gửi. Quy trình này gồm những loại công việc cụ thể nào, nhóm cán bộ ngân hàng thực hiện các thủ tục đã đầy đủ hay chưa, nhưng quan trọng nhất là có phổ biến quy trình này đến cho khách hàng hay không?" Luật sư công nói, "Theo tôi, các ngân hàng đều có chính sách cho khách hàng VIP để hỗ trợ tốt nhất cho nhóm khách hàng đặc biệt này nhằm giữ chân họ trong quan hệ với ngân hàng. Như vậy, cần phải xác định các khách hàng này đã nhận được thông tin để thực hiện giao dịch với đầy đủ các thao tác dù đó là giao dịch của khách hàng VIP." Chỉ khi xác định được chính xác vấn đề này thì mới có thể xác định lỗi do ai. Nếu khách hàng buộc phải thực hiện các quy trình trong hoạt động gửi tiền mà không làm đủ hoặc giản tiện để tạo cơ hội cho nhân viên ngân hàng chiến đoạt tiền, thì theo luật sư công, phần lỗi này khách hàng phải chịu một phần, dù lỗi chính là nhân viên ngân hàng. Tức đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt, bị hại là khách hàng, nhân viên ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại cho khách hàng. Trường hợp khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục theo thông tin mà khách hàng nhận thức, đúng quy trình của ngân hàng, thì lúc này tiền đã được ngân hàng quản lý, đồng nghĩa khi mất số tiền này là từ hành vi tham ô và ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại khoản tiền này cho khách hàng. Ngoài ra, theo luật sư công, với nguyên tắc chịu trách nhiệm của ban tổ chức khi nhân viên thực hiện hành vi sai phạm theo bộ luật dân sự hiện hành thì sai phạm mà nhân viên gây ra thì tổ chức đó phải chịu trách nhiệm cũng có thể được áp dụng vào trường hợp này bởi giao dịch ngân hàng, khách hàng là loại giao dịch đặc biệt. Chỉ có một tổ chức duy nhất là ngân hàng mới được thực hiện giao dịch, nhận tiền gửi rồi trả lãi định kỳ, với quy định chặt chẽ về thủ tục lẫn sự bảo hiểm tiền gửi, cũng như quy định pháp luật khác về trách nhiệm. Luật sư Công nói, doanh nghiệp ngoài ngân hàng vẫn có thể nhận tiền của cá nhân, tổ chức, rồi cũng trả lãi định kỳ, nhưng đó không phải là tiền gửi, mà là tiền cho vay hoặc tiền góp vốn hợp tác nếu xác định là tiền gửi thì chỉ có một tổ chức tín dụng duy nhất là ngân hàng mới có thẩm quyền đó. Như vậy, ngân hàng có các quy định chung của nhà nước ấn định được nhận tiền gửi và trả lãi định kỳ với hạn mức trần luật định mà không được vượt trần, còn doanh nghiệp thì không có bất cứ hạn mức trần nào. Vì vậy, quy định của pháp luật cũng rất chặt chẽ dành cho ngân hàng khi nhận tiền gửi. Song song đó, quy trình nhận tiền gửi được luật hóa theo luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện đúng. Mọi hoạt động trái với quy định công bố là không đảm bảo và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trên cơ sở này, cần phải xác định trách nhiệm của MSB khi các văn bản chứng từ đã phát hành khi nhận số tiền gửi này của khách hàng đúng theo quy định. Cuối cùng, luật sư công khẳng định việc tiền bị chiếm đoạt là trách nhiệm của MSB bởi với trường đó giấy tờ đủ cơ sở xác định tiền gửi của khách hàng đã được nhập vào kho ngân hàng nên đã phát sinh quyền được đảm bảo tài sản của ngân hàng việc mất mát là trách nhiệm của ngân hàng chứ không thể đổ lỗi cho khách hàng để buộc họ phải đòi cá nhân đã chiếm đoạt là nhân viên ngân hàng